Hello, hello. Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chiến slot thi thử trong game Cao Win. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cược mức cược là 45k một vòng nha. Hôm nay là tìm kiếm một cái siêu phẩm nào đó để chốt lời. Nói chung thi thử lúc này quay thì cũng cái dạng nó như là nó hút anh em. Nó vẫn chưa có nhả như cái lúc mà mới ra. Cái lúc mà nó mới ra thì mình quay á, mình cảm thấy rất là ok luôn. Nhưng mà ngày càng về sau rồi nè thì mình cảm thấy nó hút, rất là hút luôn. Mình về bờ được rồi, nhờ những cái pha cuối anh em, mình nâng mức cược á. Nâng mức cược siêu to khổng lồ luôn mới về bờ nổi. Mà cái đó cũng một phần là hên xui anh em. Mong là hôm nay sẽ đỏ một xíu nha. Lậm hai sĩ mong là hôm nay sẽ nổ được một phát trung nghĩa đường nha anh em. Chỉ mong ước nổ được một phát thôi, một phát thật to. Đồ mít nhiều thế. À, liều luôn nha anh em, lên 90k. Này thì không nổ. Rồi, nổ bonus nha anh em. Một lượt. Năm chục. Để xem cái cây bonus này được bao nhiêu đây. 250. Chắc mình nghi kia bonus này 250 quá anh em, thấy không khả quan lắm. Rồi đúng luôn, 250 thôi, có hơn không anh em. Tiếp tục đù nổ cây bonus cho nó mít lại hai phát, một phát lỗ, chán thật sự.
250, ngon. Đây, hát này đây anh em. Bonus tiếp anh em. Lần này hai lượt nha. Lần này là phải cao hơn hồi nãy anh em. 100k. Ba trăm. Cây này phải to mới được. Hôm nay cũng hên anh em, nổ hai phát bonus 90k. Dòng 90k. Rồi còn một lượt nha. Lượt đầu tiên thì được ba sĩ. 4 sĩ. Sáu sĩ. Ngon rồi anh em. Lụm cúp. Bảy sĩ. Rồi, quá tuyệt vời. Nói chung nổ cái bonus 7 sĩ là quá ngon rồi anh em. Rồi, ok, hai màu luôn, chốt lời nha. Rất là may mắn luôn. Nổ hai phát bonus. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.